Hai cách thải độc thận tại nhà, trong đó có một cách là tự bào mòn sỏi thận. Xin chào mọi người, mình là Thiên Lý. Trong video này thì Lý sẽ chia sẻ với mọi người hai cách để chúng ta tự thải độc thận tại nhà. Trong đó có một cách đó là sẽ hỗ trợ bào mòn sỏi thận nhé. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết được là thận của mình có đang cần phải thải độc hay không? Thì cách đơn giản nhất đó là mọi người hãy quan sát qua cái màu nước tiểu. Nếu như mà màu nước tiểu của mình nó có cái màu vàng sẫm, mặc dù chúng ta không có sử dụng các loại thuốc khiến cho nước tiểu có màu vàng sẫm, ví dụ như là các loại vitamin tổng hợp hay là vitamin B, thì đó là dấu hiệu cho thấy là thận của mình nó đang cần được hỗ trợ đó mọi người. Hãy cố gắng giữ cái nước tiểu của mình có màu vàng nhạt nha. Và thường thì những cái dấu hiệu ban đầu của những cái bệnh thận á, nó thường khá là nhẹ, mơ hồ và nó không có tương xứng với lại cái độ nghiêm trọng tiềm ẩn mà cái bệnh này nó mang lại. Không chỉ là về màu sắc nước tiểu mà nó cũng có thể có những cái sự thay đổi bất thường về thể tích này hay là tần suất nước tiểu. Ngoài ra thì người bệnh có thể cảm thấy là mình bị sưng mắt cá chân, đau vùng lưng trên và dưới. Khi mà bệnh nặng hơn thì có thể kèm theo đó là mờ mắt, lờ đờ, mệt mỏi, buồn nôn. Và có những cái dấu hiệu bệnh khác cũng có thể cho thấy là thận của mình đang cần được hỗ trợ. Ví dụ như là huyết áp cao, huyết áp thấp, đau chuyển từ vùng bụng trên xuống dưới, khát nước quá mức hay bị đi tiểu vặt, nhất là vào buổi đêm, một ngày không có gom đủ được 500ml nước tiểu, đau khi đi tiểu, cảm giác luôn đầy bàng quang, sắc tố da khô và nâu hơn. Đó là những cái dấu hiệu rất là rõ cho thấy là thận của mình á, nó đang có vấn đề và nó đang cần được trợ giúp, là đang cần được thải độc đấy. Tuy nhiên thì kể cả là thận của chúng ta khỏe mạnh á, thì cái việc mà chúng ta có những cái thói quen thải độc định kỳ cho thận cũng như là cơ quan nội tạng của mình cũng là một việc rất là tốt cho sức khỏe của mình đấy. Ali sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cách để chúng ta tự thải độc thận tại nhà nha. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ bào mòn sỏi thận tại nhà với giấm táo. Cách này thì mọi người chuẩn bị cho Lý một ly nước ấm 200ml, giấm táo nguyên chất, mật ong nguyên chất và một cây muỗng ăn cơm. Cái muỗng này thì nó sẽ luôn được quy định là 15ml mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi pha hỗn hợp. Mọi người pha vào ly nước ấm là 2 muỗng canh giấm táo như thế này. Thì 2 muỗng như này nó sẽ tương ứng với 30ml giấm táo. Sau khi mình pha giấm táo xong, mọi người có thể để như thế này uống luôn cũng được. Nhưng nếu mọi người muốn dễ uống hơn á, bởi vì cái mùi giấm táo nó hơi khó một tí xíu á, thì pha thêm một muỗng mật ong như thế này vào. Và mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này cho nó tan ra hết và mọi người uống cho Lý. Mình sẽ uống trước các bữa ăn trong ngày 30 phút, là một ngày mình sẽ uống 3 ly như thế này trước 3 bữa ăn. Và khi mà mình đã uống và kiểm tra hết sỏi rồi thì hãy tiếp tục duy trì một tuần từ 1 đến 2 lần để ngăn ngừa sỏi mới nha. Và với cái cách này á, mọi người pha loãng ra như thế này. Mình sẽ pha là 2 muỗng giấm táo một lần để mình uống. Nên là khi uống thì mọi người có thể sử dụng ống hút để tránh làm hỏng men răng nhé. Và mình tuyệt đối là không có uống giấm táo trực tiếp mà cần phải pha loãng ra để tránh làm rát cổ này. Khi mà mình uống cái này á, thì trong ngày nhớ là uống đủ nước, có thể là nước trắng này hay là nước trái cây để nó cung cấp nước cho mình. Cách thứ hai để thải độc thận tại nhà mà mình có thể sử dụng hàng ngày đó là thải độc thận từ trà mùi tây. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là mùi tây, cái này hay còn gọi là ngò tây hoặc là cũng có một số chỗ người ta gọi là cần tây, nhưng mà cái để hay xào với thịt bò đấy. Mỗi một lần dùng thì Lý sẽ lấy từng này cộng này, sau đó thì đi rửa thật sạch với nước, bỏ cái phần rễ đi nha. Sau khi mà đã rửa sạch xong rồi thì mọi người hãy cắt nhỏ ra thành từng khúc. Sau đó thì chúng ta sẽ pha với lại 1 lít nước sôi để nguội một chút là mình có thể uống này. Có thể cho thêm 1/2 trái chanh vào uống cho ngon hơn, để nguội và uống hết trong ngày. Sau 2 tuần thì mình nên nghỉ 1 tuần. Nếu như mọi người muốn thải độc thận tốt hơn với cái cách này á, thì trong 2 tuần đầu, một ngày mọi người có thể uống 4 ly trên một ngày trước ăn sáng, trưa, chiều và tối. Sau đó nghỉ 1 tuần rồi lại tiếp tục lặp lại như trên. Và nó sẽ có một vài lưu ý. Thứ nhất đó là chỉ sử dụng cho trẻ trên 6 tuổi này. Thứ hai đó là phụ nữ có thai đang cho con bú thì không nên sử dụng. Và cái thứ ba đó là những người đang bị suy thận thì cũng không nên sử dụng loại trà này nhé. Chúc cho mọi người áp dụng thật là thành công và mình càng ngày khỏe mạnh hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của Lý. Xin chào và hẹn gặp lại.